Vâng, em kính chào các bác nhé. Em xin chia sẻ lên lúa của em các bác này. Hôm nay là cấy được 23 ngày các bác. Đấy, mới đầu cấy hai rảnh, bây giờ cây nó như này các bác. Đấy. Em cấy cái nhất là thưa, thứ hai là coi rảnh nhỏ. Đấy thì là để cho mới lại coi chăm bón thì là thứ nhất là để nước từ 1 đến 3 cm từ khi cấy đến lúc 20 ngày bà con ạ. Đấy, còn từ coi vậy bây giờ thì có thể là 4 cm đấy bà con ạ. Thì là vì nước mới mưa thì là em thấy lúa này là cảm thấy là cũng tạm tạm các bác ạ. Em xin chia sẻ với các bác là khi mưa thì các bác bớt chút đi thăm lúa, còn khi là con lươn con niếc nó nằm dốc, con cua con kiếc nó nằm dốc các bác hết nước, nhất là ruộng làn cao tạnh mưa xong các bác đi thăm lúa, thứ hai là trong thời kỳ cấy các bác cố gắng thăm lúa để xem sâu bệnh và coi vậy là chăm sóc cho lúa thì là nó hiệu quả. Trong lúc dịch này thì là coi như vậy là ổn định an sinh lương thực các bác thì là tuyệt vời. Em rất ước mong có các cái ruộng lúa như thế để coi vậy là cùng nhau xóa đói giảm nghèo các bác. Thế thì năm nay em dắt can đi sớm các bác là cây lúa nó cứ vươn nó lên chứ nó không xòe xẹt các bác ạ, nắn lúa nó hơi dày. Đấy. Em bón cả phân chuồng hai mục xử lý, phân chuồng em xử lý một năm sau em dắt các bác ạ. Phân trâu em có mua về, mua của bác Khảo về. Đấy, em coi vậy là cứ trộn vôi bột em ủ một năm em dắt thì nó lúa nó cứ từ từ lên các bác ạ. Bởi vì em phân tích là nếu dùng là toàn đạm nhân kali mà không có phân hữu cơ, tức là phân chuồng hoặc phân xanh thì em lo sau này cái đất của mình nó chai cứng các bác ạ. Đấy, thì là em rắc được một lượt rồi. Đấy, là như thế. Hy vọng là lúa coi như là ổn định dần các bác ạ. Năm ngoái thì nó hơi tốt quá, hôm nay em chăm giảm một tí. Em khống chế lại, năm ngoái em rắc một bùm 800 m² là gần bùng các bác ạ, thì nên em rắc vào 3 cân 8 cân phân đạm UD, nhưng năm nay em chỉ rắc 2 cân. Còn đâu nhưng em lại tăng cái thằng cani lên một tí, thì là em lại tăng cái coi vậy thằng bón nót của thằng NVK xanh ấy, bón nót ấy, thì em lại giảm cái thằng bón thúc đi. Năm ngoái em rắc 25 cân bón thúc, hôm nay em rắc và vậy là 18 cân 19 cân thôi đấy các bác ạ. Đấy. Còn đâu phân chuồng thì em hôm nay em muốn là nó hơi xấu tí, em chăm phân chuồng nhiều, tăng phân chuồng lên để cho nó hạn chế sâu bệnh các bác. Đấy, thì hy vọng là mùa màng là coi vậy là xóa đói giảm nghèo các bác ạ. Đấy, lúa đấy các bác, lúa là được coi như là 23 ngày từ khi cấy đấy, còn mạ thì bắt đầu là được 18 ngày em cấy, lúa như này các bác. Vâng, em xin cảm ơn các bác nhé. Các bác mà thấy có vậy là có cái điều gì ấy thì chỉ bảo giúp em, nếu các bác chia sẻ thì có thể các bác ấn vào nút chuông chia sẻ cho em xin cảm ơn các bác. Chúc các bác mùa màng bội thu.